Trên cơ sở nguồn vốn đã được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị thực hiện căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao, khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt, quyết định đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của luật đầu tư công và pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo quy định của luật đầu tư công và các quy định có liên quan, đảm bảo quản lý và sử dụng vốn hiệu quả đúng mục đích. Các địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.